Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 3 giờ chiều, tức là 15 giờ của ngày mùng 3 tháng 12 năm 2021. Và thú thật với các bác rằng là khi mà tôi nghe cái thông tin này á, thực ra là nghe từ lâu rồi. Nghe lâu rồi. Nhưng hôm nay tự dưng là trên báo Tuổi Trẻ nó nổi lên, thế tôi lại nổi hứng, tôi chia sẻ với các bác và mọi người. Thông tin thì nó là như thế này. Không biết rằng là tin vui hay tin buồn. Các bác nhìn nhá và các bác đoán xem giúp tôi xem đây là tin vui hay tin buồn. Trên màn hình của các bác là một bài báo được đưa vào ngày hôm qua. Đó chính là Trung Quốc tuyên bố tìm thấy kháng thể vô hiệu hóa tất cả các biến thể virus corona. Và xin báo cáo với các bác này. Tất cả các loại virus nha. Và với các nhà khoa Trung Quốc ấy, thì hôm 30 tháng 11 thì cũng đã thông báo rằng là chúng tôi đã tìm thấy một loại kháng thể và nó có thể kháng ngự tất cả các loại virus bao gồm cả cái Omicron mới nhất và gây chấn động toàn cầu vừa rồi. Các bác bình luận thế nào thì các bác có thể bình luận phía bên dưới nha. Không quên cho tôi một nút like. Nhưng mà chỗ này này, thông tin này đưa ra ấy, thì anh bạn tôi chỉ bình luận đúng một chữ. Muốn tìm thuốc giải độc thì hãy đi tìm kẻ đầu độc. Các bác hay không? Muốn tìm thuốc giải độc thì hãy đi tìm kẻ đầu độc. Lịch sử Trung Hoa hay các bác có thể thấy rằng là ngay trong truyện hay là phim kiếm hiệp chúng ta có thể thấy những có những tình tiết rằng là đúng không? Trúng độc à? Cần thuốc giải không? Ta đưa đây, đó, ta đưa cho. Đó, đây là thuốc giải nha. Nơi nào làm thuốc được thuốc độc thì có nghĩa rằng là họ có thuốc giải độc. Đây lại dấy lên một cái nó gọi rằng là thuyết âm mưu, nhưng âm mưu rất có cơ sở, rất có cơ sở là bởi vì các bác có thể thấy rằng là WHO khi mà WHO là muốn thanh tra để xem cái nguồn gốc của virus corona ra đâu thì các bác có thể thấy rằng là Trung Quốc là gần như là không hợp tác trong quá trình điều tra này, và hợp tác thì hợp tác cho có. Thậm chí trưởng đoàn của điều tra sau khi mà có một cái bản báo cáo mà hợp lòng với Trung Quốc ấy, không hiểu là sức ép nào mà hợp lòng với Trung Quốc, nhưng sau khi rời khỏi rồi thì vừa rồi lại lên báo chí và nói rằng là con virus có thể nó xuất phát từ phòng thí nghiệm chứ không phải là tự nhiên. Các nhà khoa học, các nhà gọi rằng là các nhà khoa học, chúng ta thì không biết về khoa học đúng không, nhưng mà các nhà khoa học á, thì nhiều nhà khoa học cũng đứng lên để nói rằng là để có được một cái loại đột biến này thì nó là cái việc rất hãn hữu nếu nó xuất phát từ loài rơi mà đấy nhá là virus đợt trước. Còn vừa rồi ấy, cái biến thể Omicron ấy, thì các bác thể thấy rằng là wow, nó chứa quá nhiều cái đột biến nguy hiểm, nó chứa quá nhiều cái thứ độc hại ở trong một cơ thể virus, và nó như là một cái sự tàn sát với toàn cầu, đúng không? Mỹ vừa rồi có ca đầu tiên và cũng đang báo động. Châu Âu, Nam Phi, các nước khác nhìn cái biến thể đó là cảm thấy run sợ, bởi vì nó có thể phá hủy tất cả những cái thành tích mà những cái thành quả trong cái năm vừa rồi. Đó. Các bác thấy hay không? Và đó là sự thật đó. Thế nhưng ấy, trong cái lúc nước sôi lửa bỏng nhất thì Trung Quốc chìa ra một cái như vừa rồi các bác thấy. Các nhà khoa học, các bác có thể thấy, các nhà khoa học đã đưa ra tuyên bố tìm thấy kháng thể vô hiệu hóa tất cả các biến thể virus corona. Chúng ta lật ngược lại từ đầu thì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc hình như đã cố tình che giấu cái điều này. Đấy là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là họ phản ứng rất nhanh bằng việc phong tỏa Vũ Hán, trong khi tất cả các nước khác còn đang lơ ngơ rằng chưa hiểu gì, chưa hiểu rằng là cái độ độc của con virus là đến đâu, cái sự lan tỏa thế nào, thì Trung Quốc dường như đã biết trước cái điều đó và phong tỏa toàn bộ Vũ Hán. Và tới nay ấy, Trung Quốc là một trong cái nước mà chống dịch thành công nhất. Đó. Còn gì nữa? Các bác để ý không? Còn gì nữa các bác để ý không? Đó chính là ấy, Trung Quốc cũng cũng tìm ra được cái vaccine rất là nhanh. Đó. Cũng tìm ra vaccine rất là nhanh. Mặc dù là công nghệ vaccine của Trung Quốc thì báo cáo với các bác rằng là xưa nay cũng khó để nói, đúng không? Thế mà trong cái này thì tìm ra rất là nhanh. Và đặc biệt, họ bán vaccine của họ rất đắt. Có con số nào thống kê rằng là vừa rồi, trong cái năm vừa rồi, 2 năm vừa rồi, thì Trung Quốc đã bán bao nhiêu triệu liều, bao nhiêu tỷ liều vaccine, để từ đó là thu lại cái lợi nhuận của mình là bao nhiêu không? Chúng ta có bao giờ nghĩ thế không? Và đặc biệt cái sự điêu đứng của toàn cầu á, về kinh tế thì Trung Quốc vẫn
vẫn có được cái sự phát triển. Đó. Trong khi hầu hết tất cả các nước đi thụt lùi thì Trung Quốc lại là vấn nước mà vẫn đảm bảo được. Mà chúng ta thấy rằng là hình như là họ có một cái sự chuẩn bị trước. Và đây là một cái điều rất bất thường. Ngay cả cái thông tin này đưa ra ấy, thì tôi cho rằng rất bất thường. Chúng ta cũng thể nói rằng là có một cái tin tích cực và vui được. Bởi vì nếu có được cái gọi là tìm ra cái kháng thể đó thì báo cáo với các bác rằng là chúng ta có thể chặn đứng được đại dịch toàn cầu. Nhưng mà chắc chắn nếu mà có làm được cái điều này thì Trung Quốc cũng bán thuốc hoặc là bán vaccine cái đó với cái giá là không hề rẻ. Và chưa kể, báo cáo với các bác rằng là nó mới chỉ chặn được hầu hết các kháng thể bây giờ thôi, các loại chủng loại bây giờ thôi, đột biến bây giờ thôi. Còn sắp tới nó lại xảy ra cái đột biến gì nữa thì không biết. Và đây là cái cuộc chơi mà người ta gọi rằng là hình như nó là cuộc chiến của vũ khí sinh học. Nó tàn phá tất cả luôn. Rất kinh khủng, rất khủng khiếp. Thế cho nên cái câu là dĩ độc trị độc, lấy độc trị độc, rồi là kẻ nào tạo ra được thuốc độc thì kẻ đó cũng có thuốc giải độc, thì có vẻ gần giống như trong cái trường hợp này. Và các bác có đặt nghi ngờ không? Tôi không biết. Các bác có đặt nghi ngờ không? Còn tôi thì đặt nghi ngờ rất lớn. Đặc biệt rằng bây giờ tất cả các nước đang phụ thuộc vào Trung Quốc. Và nếu như Trung Quốc vẫn chống dịch thành công, Trung Quốc vẫn đảm bảo sản xuất thành công, thì báo cáo với các bác rằng là thế giới ngày càng một phụ thuộc hơn. Và Tập Cận Bình hình như là cái tham vọng của ông ta nó không dừng lại chỉ là bá chủ của Trung Quốc. Và ông ta sẵn sàng thu nạp Đài Loan, ông ta có thể thu nạp các nước khác và sau đó có thể trở thành bá chủ toàn cầu. Trong khi đó bên 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 Hoa Kỳ thì các bác có thể thấy rằng là anh Joe Biden có vẻ như là không có những cái đòn mạnh mẽ như là Donald Trump. Để rồi Trung Quốc vừa rồi tuyên bố thẳng thừng luôn, không có kiêng nể gì với Hoa Kỳ nữa. Và bây giờ chính thức thì Trung Quốc đã trở thành một cái nền kinh tế lớn nhất thế giới rồi, không phải là Hoa Kỳ nữa. Đây là một tin đáng buồn đúng không? Tất nhiên là chia theo đầu người thì Trung Quốc còn thua xa, nhưng mà cái tổng thu lại ấy, thì nó khác. Thế cho nên cả về quân sự, cả về y sinh, rồi cả về kinh tế, cả về công nghệ, tất cả các thứ khác, Trung Quốc đều phát triển rực rỡ trong cái thời kỳ vừa rồi. Và các bác thử đoán xem ai sẽ là người lo nhất hiện tại. Có một nhà nghiên cứu trong một lần đàm đạo có nói với tôi rằng là đối với các hàng xóm của Trung Quốc không phải là Ấn Độ. Ấn Độ thì cứ đánh ở đó thôi để kiềm chế, hoặc là Pakistan cứ ở đó thôi. À, thỉnh thoảng có xung đột biên giới và chúng ta thấy rằng là dùng gậy gộc rồi là giáo mác rồi là đánh tay bo với nhau, nhưng ấy nó không trở thành cái điểm nóng được. Có hai cái nước mà trở thành coi rằng là chơi với Trung Quốc là như chơi với lửa. Một một là gì ạ? Một là Đài Loan, lúc nào cũng bị Trung Quốc là sẵn sàng là thu về. Đó. Vừa rồi Trung Quốc còn cấm cả những cái doanh nghiệp của Đài Loan ấy muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải thể hiện cái thái độ chính trị rất rõ ràng, chứ không phải rằng là muốn làm ăn với Trung Quốc mà lại kiểu chơi hai mang đâu. Trung Quốc bắt các doanh nghiệp nào muốn làm ăn với Trung Quốc thì phải thể hiện cái thái độ rõ ràng. Và doanh nghiệp là doanh nghiệp của Đài Loan nhá. Đó. Nếu như mà ủng hộ Đài Loan độc lập thì Trung Quốc là cho ra khỏi luôn, cho phang teo luôn. Và tất nhiên khi thu nạp Đài Loan một cách chính thức ấy, thì người lo nhất thứ hai là ai ạ? Là chúng ta. Thế cho nên ấy, khi mỗi lần nghĩ cái điều đó thì các bác biết tôi nghĩ gì không? Mỗi lần nghĩ đến điều đó thì tôi phải nói rằng là tôi rất căm thù cái kẻ nó gọi rằng là giặc nội xâm. Giặc nội xâm các bác ạ. Bởi vì nó không làm cái cây bị đổ đâu. Nó cũng thể chưa làm mất nước, chưa làm mất đảng đâu. Tuy nhiên nó làm mục giũa từ bên trong thế này này. Để khi chỉ cần một cơn gió nhẹ từ anh hàng xóm thổi qua là nó có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Đó mới là cái mà tôi cảm thấy rằng rất là buồn. Bởi vì tôi không nghĩ rằng những con người đó, những con người sinh ra ở Việt Nam mà họ đang làm mục giũa từ bên trong. Và như thế thì báo cáo với các bác rằng là nếu như có trường hợp đó xảy ra, chúng ta có thể kể tên rất nhiều người là tội đồ dân tộc. Bởi vì ngay thời điểm này, thời kỳ 10 năm trước và ngay thời điểm này, họ đang tàn phá đất nước bằng một cách riêng. Và các bác biết rồi, thu lợi cho mình được một, nhưng thực tế họ tàn phá đất nước hàng nghìn lần. Đó là cái điều mà không chắc nhiều quan tham hay nhiều lãnh đạo hiểu được cái tác hại của nó như thế nào. Đôi điều chia sẻ với các bác như vậy. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Chúc các bác một buổi chiều tốt lành. Và chúng ta mỗi lần tưởng niệm hay nhớ tới những nạn nhân của COVID-19 vừa rồi
thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên dành một chút thời gian để ngó sang anh bạn hàng xóm lớn xác để hiểu rằng những cái chết đó đến từ đâu. Cảm ơn tất cả các bác, cảm ơn tất cả mọi người. Một lần nữa, chúc các bác một buổi chiều tốt lành.